cho các võ sĩ. Và đó là một pha submission ăn mà. Một đòn khóa tay đến từ võ sĩ Thành Đô. Liệu có tap out hay không? Và là như vậy là đã có pha tap out đến từ Trọng Thế. Đó là một chiến thắng submission ăn mà. Chúng ta đã chứng kiến được kinh nghiệm và đẳng cấp của võ sĩ từng giành được huy chương đồng ủ su quốc gia, huy chương vàng ủ su quốc gia và huy chương bạc kickboxing trong năm 2022 này. Thì chúng tôi đang lo lắng rằng chúng ta sẽ tới với trận đấu hàng cân 56kg của nam giữa Phan Trọng Quý, võ sĩ đang có mặt ở góc đài màu đỏ, và Nguyễn Thành Đô là võ sĩ ở góc đài màu xanh. Và hiệp một trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta tiếp tục có thêm một đại diện của võ đường Bùi Duy Vinh xuất hiện tại lồng bát giác, đó là Phan Trọng Quý. Và cũng giống như người đồng môn Lại Thế Toàn, Phan Trọng Quý không có nhiều thông tin về thành tích thi đấu trước đây của anh. Một thông tin thú vị đó là Thành Đô là võ sĩ được chọn để thay thế cho Đặng Đình Văn, võ sĩ của câu lạc bộ Quy Nhơn MMA Kickfit. Võ sĩ đã không may bị gặp vấn đề về sức khỏe và đã không thể tham gia trận đấu này. Và chúng ta cũng có thể thấy là võ sĩ Thành Đô đã là người chủ động take out được Trọng Quý. Một lần nữa chúng ta được chứng kiến màn so tài giữa một võ sĩ đã có dày dặn kinh nghiệm trận mạc và một võ sĩ còn tương đối vô danh trong giới võ thuật của Việt Nam. Thành Đô là người chủ động và Thành Đô cũng đang là người nắm ưu thế trong tình huống này. Anh check down được đối phương và đang có được tư thế ở trên. Chỉ trong chiều tối ngày hôm qua, Thành Đô mới có mặt tại cung thể thao Tiên Sơn để tham gia trận đấu này. Tuy nhiên Thành Đô vẫn đang là người nắm thế chủ động, và đó là liên tiếp là những cú đấm liên tiếp vào vùng mặt của võ sĩ Trọng Quý đang có một lợi thế về submission. Đây là một tư thế mà Trọng Quý sẽ rất khó để có thể thoát ra. Và rõ ràng chúng thấy sự kinh nghiệm của Thành Đô, võ sĩ sinh năm 2002, người đã giành được rất nhiều những danh hiệu ở môn ủ su cũng như là kickboxing trong nước. Xét về mặt thể hình thì võ sĩ đến từ Nghệ An Phan Trọng Quý được đánh giá cao hơn với chiều cao lên tới 1m76, anh cao hơn đối phương tới 16cm. Nhưng rõ ràng trên lồng bát giác với MMA thì chiều cao hay sải tay đôi khi lại không phải là yếu tố mang tới những ưu thế cho các võ sĩ. Và đó là một pha submission ăn mà. Một đòn khóa tay đến từ võ sĩ Thành Đô. Liệu có tap out hay không? Và là như vậy là đã có pha tap out đến từ Trọng Thế. Đó là một chiến thắng submission ăn mà. Chúng ta đã chứng kiến được kinh nghiệm và đẳng cấp của võ sĩ từng giành được huy chương đồng ủ su quốc gia, huy chương vàng ủ su quốc gia và huy chương bạc kickboxing trong năm 2022 này. Thì chúng tôi đang lo lắng rằng liệu thời gian còn đủ hay không để Thành Đô có thể tạo ra được một tình huống submission. Thì võ sĩ đến từ câu lạc bộ Quyền Vương Thái Bình đã có một pha submission armbar, một đòn khóa tay. Và võ sĩ đến từ võ đường Bùi Duy Vinh Nghệ An đã phải tap out. Quả thực là Thành Đô quá kinh nghiệm và anh đã có một tình huống xử lý cực kỳ tinh tế, không mất quá nhiều sức để Thành Đô tạo ra ưu thế của mình trong hiệp đấu đầu tiên này. Và khi nhận ra sơ hở của đối phương thì võ sĩ đến từ Thái Bình đã có được một chiến thắng bằng submission. Vâng thưa quý vị, ở trận đấu thứ hai của chúng ta, một trận đấu cũng tiếp tục kịch tính ở hạng cân 56kg của nam, và tiếp tục lại là một chiến thắng submission. Xin được chúc mừng võ sĩ đại diện cho góc đài màu xanh, Nguyễn Thành Đô. Một lần nữa xin được chúc mừng Nguyễn Thành Đô.